Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thống đốc tỉnh biên giới Kursk của Nga Alexey Smirnov mới đây cho biết số người phải sơ tán ở tỉnh Kursk do tình hình ngày càng trầm trọng ở khu vực biên giới với Ukraine đã vượt quá con số 150.000. Người dân đã được sơ tán đến những khu vực an toàn hơn do mối đe dọa về tính mạng và tài sản vì giao tranh đang diễn ra gần biên giới với Ukraine. Theo quan chức trên, những người tị nạn được đưa vào 203 trung tâm lưu trú tạm thời ở 30 khu vực của Nga. Hiện có hơn 10.000 người đang ở các trung tâm này, trong đó có 2.700 trẻ em. Ông Smirnov nhấn mạnh nhiệm vụ chính là cung cấp cho tất cả những người tị nạn nhà ở tạm thời, thực phẩm và các biện pháp an ninh cần thiết. Ông cũng đang cung cấp sự hỗ trợ về tâm lý và y tế, đặc biệt là đối với những trẻ em buộc phải rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh căng thẳng và bất ổn. Ở một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS đưa tin, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng chính phủ Mỹ đã giao nhiệm vụ cho Kiev tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Nga. Bình luận về việc Kiev nhiều khả năng sẽ được cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa của Mỹ. Ông Antonov nói, những cảnh báo từ các nhà khoa học chính trị và quân sự Mỹ về việc ông Zelensky không thể đạt được mục tiêu của mình với sự trợ giúp của tên lửa chiến thuật Atacms. ms hoặc thậm chí là các hệ thống tầm xa hơn đều bị bỏ qua. Ông Antonov nói thêm, tuy nhiên các chính trị gia lại vô cùng vui mừng trước cái chết của người Slav ở cả hai bên đường danh giới. Theo ông, trên thực tế, ý tưởng này đã được các đại diện của các cơ quan tình báo Mỹ và Anh xác nhận cách đây vài ngày tại London. Rõ ràng là các cuộc tấn công khủng bố bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự ở vùng ngoại ô Moscow sẽ không còn là sự kiện đơn lẻ nữa. Ông Antonov cho hay Kiev đang được giao nhiệm vụ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Nga, các thành phố và làng mạc của chúng tôi. Không ai cố gắng che giấu, ngay cả ở cấp cao nhất tại Nhà Trắng, về việc dữ liệu tình báo đã và đang được chuyển từ Mỹ đến Kiev. Việc trang bị vũ khí phòng thủ UAV cho phương tiện hoạt động biển sâu như tàu ngầm có vẻ hơi khác thường. Hình ảnh tàu ngầm Diezen điện Vilekie Luki thuộc dự án 677 của Nga đã được công bố Trước khi nó bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo ở Saint Petersburg, đáng chú ý là sự xuất hiện của khẩu súng máy hạng nặng Utes gắn trên nóc tháp chỉ huy và có thể thu vào. Mục đích chính xác của loại vũ khí này vẫn chưa được xác định, nhưng có thể giả định rằng khẩu súng 12,7 mm được gắn để bảo vệ tàu ngầm khỏi máy bay không người lái. Trên trang thông tin BMPD, người đã xuất bản bức ảnh viết: rõ ràng điều này sẽ sớm dẫn đến sự hồi sinh của pháo hạng trên tàu ngầm như thời Thế Chiến thứ nhất pháo gắn trên tàu ngầm được sử dụng cho đến cuối Thế chiến thứ hai và sau đó do hệ thống phòng thủ chống ngầm được tăng cường nên nó dần biến mất. Mặc dù các tàu ngầm luôn có tính năng tàng hình, nhưng phương tiện này của Liên Xô và Nga đều được trang bị tên lửa phòng không vác vai Manpass, mục đích để chống trực thăng săn ngầm. Trước đó, Nga cũng lắp kết cấu giống giáp lồng chống drone cho tàu ngầm hạt nhân Tula. Theo một video được kênh Russia 24 của Nga công bố cho thấy, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo KH-114 Tula và tàu ngầm hạt nhân tấn công K-157 Vep neo đậu ở trạng thái nổi tại quân cảng ở Gazievo, tỉnh Murmansk. Trong video, trên tháp chỉ huy của tàu Tula có kết cấu giống giáp lồng chống máy bay không người lái cỡ nhỏ, drone, vốn được sử dụng lắp trên nhiều xe tăng, thiết giáp và phương tiện cơ giới tham gia xung đột Nga-Ukraine. Giáp lồng ban đầu được Nga lắp cho một số xe tăng tham chiến ở Ukraine trong giai đoạn đầu xung đột. Khi drone được sử dụng ngày càng phổ biến Loại giáp thô sơ này được cả hai bên ứng dụng rộng rãi. Nhiều kiểu giáp lồng đã xuất hiện trong xung đột nga-Ukraine, phần lớn do binh sĩ chế tạo tại chỗ. Song ngành công nghiệp quốc phòng nga đang cung cấp giáp lồng sản xuất loạt với tiêu chuẩn kỹ thuật riêng. Việc nga lắp đặt thiết bị bảo vệ như vậy được đặt lên một tàu hải quân. Điều này minh chứng các mối đe dọa ngày càng tăng của Uav nói riêng và thiết bị không người lái nói chung đối với hải quân nga, tương tự như với lục quân nga. Phó đô đốc đã nghỉ hưu của hải quân Ấn Độ. Sey khasina nhận thức rõ về điều này khi ông nói rằng đó là cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa bom do UAV thả xuống hải cảng. Mặc dù Nga chưa chính thức thừa nhận bước phát triển mới này, các cựu binh và chuyên gia quân sự kỳ cựu đã nhất trí rằng cấu trúc phụ này được gắn bên trên tàu ngầm để bảo vệ tàu trước các vật liệu nổ được thả từ UAV. Vừa qua, quân đội Nga đã tiếp tục thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở năng lượng ở các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkov, Kherson và Chernihiv Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận rằng các trạm biến áp đã bị hư hỏng và mất điện ở một số khu vực của quốc gia này Để khắc phục, chính quyền Ukraine đã tổ chức chuyển giao các nhà máy nổi hơi di động nhỏ đến thành phố với công suất không vượt quá 1 MW Thông tin thêm từ Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết Nga đã phá hủy hoàn toàn gần như tất cả các nhà máy điện ở thành phố Kharkov. Ông Smihan cũng bày tỏ lo ngại về an ninh năng lượng Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Độ bền vững về năng lượng sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi vào mùa thu và mùa đông này. Chúng tôi đã vượt qua 3 mùa sửa ấm thành công, nhưng mùa đông này sẽ không dễ dàng hơn, có thể còn khó khăn nhất. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko cũng chia sẻ rằng quốc gia này đã mất một nửa công suất phát điện nhập khẩu điện sẽ không đủ để vượt qua mùa lạnh và tình trạng cắt điện luân phiên có thể kéo dài thêm 2 hoặc 3 năm nữa. Tờ Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin, kịch bản lạc quan dự đoán rằng trong giai đoạn thu đông, tình trạng mất điện ở Ukraine sẽ kéo dài 12 giờ một ngày. Trong khi các kịch bản bi quan dự đoán, tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 20 giờ một ngày nếu Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ukraine cũng đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông năm nay so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột bệnh viện cơ sở hạ tầng quan trọng và nhiều doanh nghiệp đều có máy phát điện tại kiev cuộc sống diễn ra bình thường trong thời gian cắt điện tuần này nhờ các máy phát điện chạy bên ngoài quán cà phê nhà hàng và cơ sở kinh doanh tuy nhiên nếu mùa đông vẫn thường xuyên cắt điện sẽ gây ra hàng loạt hiệu ứng dây chuyền như ảnh hưởng tới người cao tuổi và những người đi lại khó khăn sống trong nhà cao tầng không đủ tiền mua máy phát điện để vận hành thang máy hay bơm nước lên các tầng cao các cơ sở kinh doanh giảm hoạt động từ đó dẫn tới thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Mất điện cũng đe dọa sự phục hồi của ngành công nghiệp nặng ở phía đông Ukraine. Viện Kinh tế Kiev ước tính, từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ và mất 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Mỹ và châu Âu đang thúc đẩy Ukraine xây dựng một kế hoạch đáng tin cậy về những gì họ có thể đạt được trong năm tiếp theo của cuộc xung đột với Nga. Washington và Brussels vẫn ủng hộ mục tiêu dài hạn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là đẩy lực lượng Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Nhưng với sự ủng hộ của công chúng đang giảm sút tại một số nước hỗ trợ Ukraine và Nga đang đạt được các bước tiến trên thực địa, một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Ukraine cần phải thực tế hơn trong các mục tiêu thời chiến. Điều đó có thể giúp giới chức phương Tây vận động cử tri, ủng hộ viện trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy mới đây đã tới Kiev để gặp các quan chức Ukraine. Mục đích chuyến đi này là thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột của Ukraine và Kiev cần viện trợ những gì để đạt được điều đó. Một số quan chức cấp cao khác của Mỹ và châu Âu đã tới Kiev trong hai tuần qua. Nhưng các cuộc thảo luận cho thấy có sự căng thẳng thường xuyên giữa Ukraine và phương Tây. Đó là Dung Hòa mong muốn đẩy lực lượng Nga khỏi lãnh thổ Ukraine với thực tế quân sự trên thực địa. Các quan chức cấp cao của phương Tây nói với Kiev rằng một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi họ phải cung cấp hàng trăm tỷ đô la Mỹ viện trợ, điều mà cả Washington và châu Âu đều không thể thực hiện được. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết chuyến thăm của ông tới Kiev một phần là để tìm hiểu chính xác nhu cầu của người Ukraine vào thời điểm này họ hướng tới mục tiêu nào và chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ những nhu cầu đó. Tại Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các chuyến thăm Kiev không phải là để ép Ukraine đàm phán. Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn hoặc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Ukraine vẫn kiên quyết yêu cầu lực lượng Nga phải rời khỏi Ukraine trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào trong khi đó điện kremlin nêu điều kiện ukraine phải chấp nhận thực tế về lãnh thổ đồng thời từ bỏ tham vọng gia nhập nato các nỗ lực ngoại giao của phương tây diễn ra trước khi tổng thống zelensky tới mỹ để tham dự đại hội đồng liên hợp quốc trong tháng này nhà lãnh đạo ukraine cam kết sẽ đưa ra cái mà ông gọi là kế hoạch chiến thắng ông cũng muốn gặp cả hai ứng cử viên tổng thống mỹ là ông donald trump và bà kamala harris để giành được sự ủng hộ của họ hiện chưa rõ các cuộc gặp này có diễn ra hay không Kế hoạch hòa bình mới của Tổng thống Zelensky là dấu hiệu cho thấy ông đang điều chỉnh lập trường công khai của mình, mặc dù cho đến nay vẫn tập trung vào việc giành lại toàn bộ lãnh thổ của Ukraine trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào bắt đầu. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy số người Ukraine ủng hộ đàm phán hòa bình ngày càng tăng. Ông Oleksiy Kovzun, một nhà phân tích chính trị, cho biết rằng việc kết thúc xung đột khi Nga vẫn đang nắm giữ các vùng lãnh thổ của Ukraine sẽ là một rủi ro chính trị không thể chấp nhận được đối với ông Zelensky. Dù vậy, Ukraine cũng cần phải chấp nhận thực tế rằng sự ủng hộ của phương Tây khó có thể tiếp tục ở mức hiện tại trong nhiều năm tới. Mới đây, Nhật báo Wall Street Journal đã đưa tin về cuộc phản công bất thành của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU vào năm 2023 và việc thiếu lực lượng để tiến công đang làm thay đổi dư luận Ukraine về việc ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga Tờ báo nhấn mạnh hiện tồn tại một nhóm xã hội có thái độ vô cùng tiêu cực đối với ý tưởng đàm phán với Điện Kremlin là những binh sĩ tham chiến và cựu chiến binh. Một số thậm chí còn sẵn sàng phản đối chính phủ nếu họ đồng ý với những gì họ cho là một thỏa thuận tồi. Ông Vladimir Dubovic, giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc tế ở Odessa, cảnh báo nếu các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong mọi trường hợp. Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng tiềm ẩn những rủi ro chính trị đáng kể và nhiều người Ukraine có thể sẽ coi đó là một giải pháp tồi cho tình hình hiện tại. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán các vấn đề an ninh với Ukraine và châu Âu nói chung, từ đó giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ở một diễn biến khác, trong phát biểu mới đây, ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, cho rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào Nga, Moscow sẽ sử dụng vũ khí mạnh hơn. Ông Volodin viết trên mạng Telegram rằng Washington và các quốc gia châu Âu khác đang trở thành các bên tham gia vào cuộc giao tranh ở Ukraine. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến thực tế là đất nước chúng ta sẽ buộc phải đáp trả bằng vũ khí mạnh hơn và có sức hủy diệt hơn để bảo vệ công dân của mình. Trước đó, khi được hỏi liệu Mỹ có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc xung đột hay không, Tổng thống Joe Biden nói rằng chính quyền của ông đang xử lý vấn đề này. Hãng tin Reuters trước đó dẫn các nguồn tin tiết lộ Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, nhưng Kiev sẽ cần phải đợi vài tháng để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật trước khi chuyển giao. Ngoại trưởng Mỹ Blinken mới đây cho biết sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Iran đe dọa an ninh châu Âu và chứng tỏ ảnh hưởng gây bất ổn của Iran đã vượt xa Trung Đông như thế nào ngoại trưởng mỹ antony blinken cáo buộc iran gửi tên lửa đạn đạo tới nga và ông cho rằng moscow có thể sẽ sử dụng tên lửa này ở ukraine trong vòng vài tuần tới bình luận của ông được đưa ra trong cuộc họp báo chung ở london với ngoại trưởng anh david lamy ông lamy nói chúng tôi đã thảo luận về cam kết chung của chúng tôi trong việc buộc tehran phải chịu trách nhiệm hành động phá hoại sự ổn định toàn cầu cả hai dự kiến sẽ cùng nhau đến thăm kiev trong một chuyến đi chung đầu tiên sau hơn một thập niên Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Washington đã cảnh báo riêng với Iran về việc gửi tên lửa tới Nga và các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng. Ông Blinken giải thích điều này mang lại cho người Nga một khả năng bổ sung và giúp họ linh hoạt hơn. Nga đã có tên lửa đạn đạo, nhưng loại tên lửa cụ thể của Iran giúp Nga có một tầm bắn nhất định. Tên lửa bổ sung thêm năng lực của họ và thúc đẩy xung đột. Ít ngày trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savet cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu tiết lộ với The Wall Street Journal rằng châu Âu và Mỹ đang phối hợp để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Iran vì đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga. Về phía Moscow, khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết thêm là ông đã xem bản tin của tờ The Wall Street Journal nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi, chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế, chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Đối với Tehran, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ở New York Mỹ tuyên bố lập trường của Tehran về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi. Chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran Faslola Nozari cho rằng các báo cáo về việc Iran chuyển tên lửa cho Liên bang Nga là đòn tâm lý. Trực thăng quân sự Israel rơi khi đáp xuống thành phố Rafah ở giải Gaza, khiến hai binh sĩ thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Không quân Israel, IAF cho biết sự việc xảy ra khi trực thăng UH-60 Black Hawk thuộc phi đoàn số 123 đưa tổ quân y tới thành phố Rafa ở miền nam Gaza để sơ tán một lính công binh bị thương nặng. Theo dữ liệu điều tra sơ bộ, trực thăng đã va đập mạnh xuống đất khi hạ cánh. Thay vì tiếp đất một cách bình thường, IAF khẳng định phi cơ không trúng đạn của đối phương và gặp nạn ở độ cao nhỏ gần mặt đất. IAF chưa công bố nguyên nhân dẫn đến sự cố và đang mở cuộc điều tra để xác định lý do trực thăng tiếp đất không đúng cách. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng thông báo đã tấn công 30 bệ phóng tên lửa của lực lượng Hezbollah và các địa điểm cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang này ở các khu vực miền Nam Liban. Hãng thông tấn nhà nước Liban NNA đưa tin nhiều cuộc không kích của Israel ở một số khu vực đã gây ra thiệt hại lớn cho tài sản, mùa màng và các tòa nhà ở thị trấn Al-Qilaleh. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra vài tuần sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, Fuad trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Được biết, quân đội Israel đã mở nhiều cuộc không kích phủ đầu và đáp trả các cuộc bắn phá của Hezbollah. Theo đó, máy bay không người lái của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, mới đây đã tập kích các bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở các khu vực Atiri At và Mansouri, cùng một tòa nhà ở khu vực Rachaf phía nam liban trước đó không quân israel cũng nã tên lửa vào một mục tiêu hezbollah ở khu vực thung lũng beqa loại khỏi vòng chiến đấu một chỉ huy cấp cao của đơn vị tinh nhuệ radwan tuyên bố trong chuyến thị sát cuộc diễn tập kịch bản tấn công bộ binh vào liban của lữ đoàn odetz ở phía bắc israel bộ trưởng quốc phòng israel Yoav galan khẳng định quân đội nước này đang chuyển trọng tâm tác chiến về mặt trận phía bắc theo đó các lực lượng vũ trang israel đang hoàn tất công tác huấn luyện cho một chiến dịch bộ binh quy mô lớn vào Liban dưới mọi góc độ. Bộ trưởng An ninh nội địa Israel, Itamar Ben-Gvir cũng tuyên bố, việc mở chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban để trấn áp Hezbollah chỉ còn là vấn đề thời gian và được tính bằng ngày. Những cuộc giao tranh diễn ra liên tục gần như hàng ngày trên khắp biên giới Israel-Liban kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas ở Gaza vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Một nguồn thạo tin của Hezbollah cho biết chỉ huy chiến trường Mohammad Qasem al sae của lực lượng Radwan thuộc phong trào này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào một xe mô tô tại thung lũng BK. Trước đó, Hezbollah thông báo Sae đã thiệt mạng do trận không kích của Israel, song không nêu rõ đây là một chỉ huy. Về phần mình, quân đội Israel cho biết không quân nước này đã hạ được chỉ huy Mohammad Qasem al sae tại khu vực Karaun ở thung lũng BK. Tại khu vực khác của Liban, Bộ Y tế thông báo cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở thành phố Nabatieh khiến người dân bị thương nhẹ. Giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah thân Hamas ở Liban gia tăng từ khi bùng phát xung đột giữa Hamas và Israel. Trong những tuần qua, cường độ giao tranh giữa Hezbollah và Israel tăng lên một cách đều đặn, khiến hàng chục nghìn dân thường ở cả hai bên biên giới Liban Israel phải rời nhà đi lánh nạn. Ở diễn biến khác, vừa qua, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình ở Trung Đông, ông Thor Wenesland đã lên án cuộc không kích của Israel vào khu vực nhân đạo ở thành phố Khan Yunis ở giải Gaza gây thương vong. Ông Wenesland nhấn mạnh, tôi cực lực lên án các cuộc không kích khốc liệt của Israel vào một khu vực đông dân cư trong vùng nhân đạo do Israel chỉ định ở Khan Yunis, nơi những người di tản đang trú ẩn. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự tại Gaza do Hamas kiểm soát cho biết, cuộc không kích của Israel vào Khan Yunis đã gây tổn thất nặng nề. Đề cập tới cuộc tấn công này, phía Israel nói rằng họ đã nhắm vào một trung tâm chỉ huy của Hamas. Tuy nhiên, ông Wenesland khẳng định luật nhân đạo quốc tế phải được duy trì mọi lúc, đồng thời nhấn mạnh không bao giờ được sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Anh ông David Lammy đã bày tỏ rất sốc về cuộc tấn công trên, đồng thời nhấn mạnh cần khẩn cấp một lệnh ngừng bắn. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, ông Lamy cho biết, "Chúng tôi đang họp vào thời điểm quan trọng để đảm bảo một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Vụ việc gây sốc ở Khan Yunis càng cho thấy lệnh ngừng bắn này cần thiết đến mức nào." Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong xung đột Ukraine và lập tức công bố lệnh trừng phạt mới đối với cả Nga và Iran ngay trước thềm chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh tới Ukraine. Theo đó, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với hơn một chục công ty và cá nhân ở Nga và Iran. Washington cho rằng hành động của Tehran làm phức tạp hơn tình hình khi nước này gửi tên lửa đạn đạo tới Nga. Các lệnh trừng phạt nhắm vào 10 cá nhân và 6 công ty vì liên quan đến việc hỗ trợ ngành quốc phòng của Iran và xác định có 4 tàu liên quan đến việc tạo điều kiện để Iran chuyển giao các thành phần vũ khí và hệ thống vũ khí cho Nga. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Như tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng, chúng tôi cho rằng đây là một diễn biến vô cùng đáng lo ngại vì mối quan hệ đối tác giữa Iran và Nga đe dọa an ninh châu Âu và cho thấy ảnh hưởng gây bất ổn của Iran vượt ra ngoài Trung Đông tới toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến này cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp châu Âu và Trung Đông." và vẫn kiên định trong việc hỗ trợ phòng thủ của Ukraine. Trước đó, Anh, Pháp và Đức, hay còn gọi là nhóm cường quốc E3, công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành vận tải hàng không của Iran, bao gồm cả việc hủy bỏ các thỏa thuận dịch vụ hàng không song phương với Iran nhằm hạn chế khả năng bay của hãng hàng không Iran tới châu Âu. Tuyên bố chung của E3 cũng nhấn mạnh động thái của Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với châu Âu bởi tên lửa của Iran vươn tới lãnh thổ châu Âu. Tuy nhiên, trong một phản ứng được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, người phát ngôn bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanani, phủ nhận việc Iran đã chuyển giao vũ khí cho Nga, cho rằng những tuyên bố của phương Tây là sai sự thật và chỉ là tuyên truyền không chính xác nhằm đánh lạc hướng, che giấu việc hỗ trợ vũ khí cỡ lớn của phương Tây cho xung đột ở Gaza. Iran cũng cáo buộc hành động của E3 là sự tiếp diễn của chính sách thù địch và khủng bố kinh tế của phương Tây đối với người dân Iran và sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng từ Iran. Vừa qua, thư ký hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu thông báo nước này sắp hoàn tất các thủ tục nội bộ để đi đến ký kết một thỏa thuận khung liên quốc gia mới ở cấp cao nhất với Iran. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Shoigu đã gặp thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và SCO Cộng về vấn đề an ninh vị quan chức nga phát biểu chúng tôi sẵn sàng mở rộng hợp tác giữa các hội đồng an ninh của chúng tôi chúng tôi tiếp tục theo dõi việc triển khai thực tế các thỏa thuận cấp cao nhất theo cựu bộ trưởng quốc phòng nga cả moscow và tehran hy vọng sẽ sớm ký kết một thỏa thuận khung liên quốc gia mới và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết phục vụ cho việc ký kết giữa tổng thống hai nước ông sogu đánh giá việc iran gia nhập sco đã tạo thêm cơ hội để mở rộng hợp tác giữa các thành viên nhằm hình thành một thể chế an ninh chiến lược chung không thể chia cắt và một trật tự thế giới đa trung tâm công bằng sự hợp tác nga iran được gia tăng trong bối cảnh các nước phương tây tiếp tục cáo buộc tehran chuyển vũ khí cho moscow để sử dụng trong kế hoạch quân sự ở ukraine mỹ mới đây đã áp đặt trừng phạt đối với iran liên quan cáo buộc này theo đó washington đưa hãng hàng không iran air vào danh sách trừng phạt cũng như áp đặt các hạn chế đối với một số công dân và pháp nhân khác của quốc gia hồi giáo trong khi đó đức pháp và anh cũng ra tuyên bố chung cáo buộc rằng việc iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho nga là sự gia tăng căng thẳng và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh châu âu đức pháp và anh sẽ thực hiện các bước nhằm hủy bỏ những thỏa thuận dịch vụ hàng không song phương với iran đồng thời kêu gọi tehran lập tức ngừng mọi hoạt động hỗ trợ dành cho moscow trong xung đột với kiev về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cam kết sẽ làm mọi cách để cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh đối với bất kỳ thế lực nào giúp đỡ Nga hoặc kéo dài cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow dù không đề cập đến Iran. Trước những cáo buộc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho rằng đây là những lời nói dối và tuyên truyền. Ông Kanani cho biết trên mạng xã hội X nhấn mạnh rằng việc công bố các báo cáo sai sự thật và gây hiểu lầm về việc chuyển giao vũ khí của Iran cho một số quốc gia chỉ đơn giản là một hình thức tuyên truyền nhằm che giấu việc Mỹ và một số nước phương Tây hỗ trợ vũ khí cho xung đột ở Gaza. Theo Reuters, Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết, nước này sẽ gia hạn việc thực hiện vùng đệm trên biên giới với Belarus trong 90 ngày, đồng thời nêu rõ biện pháp này đã có hiệu quả trong việc làm giảm tình trạng di cư bất hợp pháp. Việc gia hạn có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9. Chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk đã thiết lập lại vùng cấm trên một đoạn biên giới dài 60 km vào tháng 6 sau khi lượng người di cư tìm cách vượt biên tăng đột biến và xảy ra một loạt vụ bạo lực khiến một binh sĩ thiệt mạng. Ba Lan và Belarus có chung đường biên giới dài hơn 400 km. Năm 2021, chính phủ Ba Lan cũng thiết lập vùng đệm ở đó. Biên giới Ba Lan với Belarus đã trở thành điểm nóng đáng lo ngại sau khi dòng người di cư bắt đầu đổ xô đến đó vào năm 2021. Dòng người này đến đây sau khi Belarus, đồng minh thân cận của Nga, được cho là đã mở các công ty du lịch ở Trung Đông, tạo ra tuyến đường không chính thức mới vào châu Âu. Một vùng đệm nhằm ngăn không cho người dân và nhân viên cứu trợ tiếp cận biên giới, lần đầu tiên được thiết lập vào năm 2021, dưới thời chính phủ của Đảng Công lý và Luật pháp Dân tộc Chủ nghĩa, PIS. Bộ trưởng Nội vụ Thomas Siemoniak cho biết, số lượng các vụ vượt biên trái phép đã giảm 64% kể từ khi vùng đệm biên giới này được đưa vào hoạt động. Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích chính sách này, cho rằng nó cản trở nỗ lực của các nhân viên cứu trợ nhằm giúp đỡ những người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt ở biên giới. Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan cần nhiều sự hỗ trợ hơn trong nỗ lực bảo vệ biên giới phía đông, đồng thời chỉ trích quyết định của Đức về việc thắt chặt kiểm soát biên giới trên bộ. Phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC Trung tá Lee Chang-hyun mới đây cho biết một quả bóng bay của Triều Tiên mang theo rác có gắn các thiết bị làm nóng để thả các bó rác xuống đất sau một khoảng thời gian nhất định. Những thiết bị này có thể gây hỏa hoạn nếu rơi xuống mặt đất và không được tách rời đúng cách. Phát biểu trước báo giới, ông Lee Chang-hyun chia sẻ, Chúng tôi tin rằng có khả năng xảy ra hỏa hoạn khi các dây nhiệt được kích hoạt để tách bóng bay khỏi rác chúng mang theo. Nguyên nhân chính xác của những vụ hỏa hoạn như vậy đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra. Trước đó, lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy bùng phát trên nóc một nhà kho ở Pachu, cách Seoul 27 km về phía tây bắc, sau khi một quả bóng bay mang theo rác nghi của Triều Tiên rơi xuống địa điểm đó. Vụ việc dấy lên lo ngại rằng những quả bóng bay và rác mà chúng thả xuống có nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Đáng chú ý, ông Lee chang hyun cũng khẳng định lại chính sách của quân đội là không bắn hạ các quả bóng bay mang theo rác này, viện dẫn những rủi ro tiềm ẩn từ mảnh vỡ của chúng. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc haQ xác nhận quân đội đang làm việc với cảnh sát để đưa ra các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại do các quả bóng bay gây ra hồi đầu tháng 6 sau khi đã thả hơn 3.500 bóng bóng chứa 15 tấn rác, Triều Tiên tuyên bố sẽ ngừng lại nếu Hàn Quốc ngừng chiến dịch tuyên truyền chống lại họ Tuy nhiên cuộc chiến bóng bay chắc chắn sẽ tiếp diễn bởi trong nhiều thập kỷ qua đây đã là công cụ để hai bên ghi điểm chính trị trong nước và chọc tức lẫn nhau trước đợt thả bóng bay hồi tháng 5 truyền thông Triều Tiên dẫn lời một thứ trưởng quốc phòng nước này cho biết, Bình Nhưỡng sẽ giải những đống giấy vụn và rác rưởi sang Hàn Quốc để phản ứng điều mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa an ninh từ nước láng giềng, bao gồm cả các chuyến bay do thám. Triều Tiên cho biết, động thái mới nhất nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Hàn Quốc và công dân Triều Tiên đào thoát đã thả bóng bay có truyền đơn chống Bình Nhưỡng, thực phẩm, tiền, ổ cứng chứa ca nhạc, phim sang biên giới hồi tháng 5 năm 2024. Theo giới quan sát, chính quyền tổng thống Hàn Quốc Jun suk jeong đương nhiệm Hầu như nhắm mắt làm ngơ với hoạt động thả truyền đơn này. Đức và NATO nói chung đang tụt hậu so với Nga khi xét về tiềm lực và sức mạnh quân sự. Hơn nữa quá trình này ngày càng trở nên tồi tệ hơn và trở thành mối đe dọa đối với phương Tây. Ấn phẩm De Spiegel của Đức đưa ra nhận xét trên sau khi trích dẫn một nghiên cứu của các chuyên gia từ Viện Kinh tế Thế giới tại Đại học Christian Albrecht ở Kiel. Sau khi nghiên cứu sâu về cuộc xung đột nga ukraine thậm chí các chuyên gia Đức còn bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng khoảng cách này ngày càng trở nên tồi tệ hơn và trở thành mối lo lắng đối với toàn thể phương Tây. Theo các chuyên gia, Đức sẽ cần nhiều năm để xây dựng tiềm lực quân sự đủ để kiềm chế Liên bang Nga, đối với một số loại vũ khí, việc này sẽ mất khoảng 100 năm. Tài liệu nghiên cứu kiến nghị chính quyền Berlin cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình quốc phòng, chỉ có như vậy thì mới có thể giảm bớt tình trạng yếu kém và sau đó mới đạt được kết quả tích cực. Nếu trước kia quân đội Đức hài lòng với mức đầu tư như vậy bởi họ không cần gửi vũ khí đến giúp đỡ Ukraine, không thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Nga thì bây giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Theo các chuyên gia, giờ đây nếu các quan chức chính quyền Berlin quyết định tham gia vào một cuộc chiến khác chống lại Moscow mà không gia tăng tiềm lực cho quân đội Đức thì một thất bại chắc chắn đang chờ đợi họ. Nhưng có thật là Đức cần tới 100 năm để theo kịp Nga về quân sự là vấn đề đang gây tranh cãi trong cộng đồng quân sự quốc tế. Đầu tiên hãy lưu ý rằng trong những năm gần đây, Nga đã mở rộng tổ hợp công nghiệp quân sự và tiếp tục tăng năng lực cũng như tốc độ sản xuất, dẫn tới lo ngại khoảng cách này sẽ được kéo giãn nhiều hơn. Trong những năm gần đây, Nga đã tiến bộ đáng kể về công nghệ quân sự, đặc biệt là trong các lĩnh vực như tác chiến điện tử, hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí siêu thanh. S-400 và S-500 là những ví dụ về hệ thống phòng không tiên tiến mà quân đội Nga được trang bị và chúng cung cấp khả năng phòng thủ rất mạnh trước các mối đe dọa trên không. Hơn nữa, Nga đã chứng tỏ khả năng tấn công chính xác bằng cách phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa hiện đại như tên lửa siêu vượt âm Kinza và Zircon, tên lửa hành trình Kalib cũng như tên lửa đạn đạo Iskander M. Nga đã chứng tỏ mình là một ông lớn trong chiến tranh mạng, học thuyết và chiến lược quân sự của nước này kết hợp với các hoạt động mạng. Nhưng ở chiều ngược lại cũng có nhận xét cho rằng dưới hiệu lực của các lệnh cấm vận, Moscow không thể duy trì việc sản xuất vũ khí trong thời gian dài bằng chứng là số vũ khí cũ từ thời Liên Xô đang có mặt ngoài chiến trường ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, việc Nga bị cáo buộc đang phải nhận tên lửa hay đạn pháo từ Iran và Triều Tiên cũng là dấu hiệu cho thấy rõ Moscow gặp phải tình trạng suy kiệt trong năng lực sản xuất. Và nếu vẫn phải hứng chịu thiệt hại như ngoài chiến trường với tốc độ hiện nay, cự ly giữa Đức và Nga về quân sự sẽ sớm được san bằng, thậm chí nghiêng về phía Berlin. Viễn cảnh trên còn đến sớm hơn nếu đức nhận được hỗ trợ từ các đồng minh một cách gián tiếp bằng cách đặt hàng các doanh nghiệp quốc phòng đức sản xuất vũ khí từ đó cung cấp nguồn tài chính quan trọng cho berlin